Rồi để tiếp tục với video đang bán hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của hai con cái tơ nha. Đó thì tình trạng con này thì hai con này thì tơ chữa không hả cô chú chị. Đó một con mà sừng dài nè, hai con này thì nói chung là tơ tơn luôn cô chú chị. Đó một con chữa 4 tháng mấy ha, 4 tháng là mấy ngày, con chữa 6 tháng là mấy ngày. Đó thì hai con chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Cái con sừng dài thì con này cái con mém nhỏ nè cô chú chị, con này thì đó chữa 4 tháng. Thì hai con này thì chủ nhà nó cấy là cái dòng barbecue kem cô chú chị, nó dòng barbecue kem ha. Đó thì những con bò chữa thì em giao về trong vòng 1 tuần lễ thì cô chú chị kêu thú y gần nhà đã khám xác minh chữa giùm em ha. Đó còn cái con lớn thì chữa 6 tháng, 6 tháng là mấy ngày cô chú chị. Đó nói chung thì bò này chủ nhà bán thì chủ nhà cũng có khám rồi. Đó nhưng mà em giao về thì cho bà con mình khám lại cho chắc cú ha. Đó cái con mà chữa 4 tháng nè, 4 tháng là mấy ngày, con này giá là 18 triệu. Đó 18 triệu là bao ship luôn. Đó bao ship bao chữa ha. Còn cái con bên kia thì giá là 23 triệu. Đó 23 triệu là cũng bao ship bao chữa luôn. Đó thì bà con nào ưng mình xem tới xem luôn cho kỹ đi. Đó mình đăng con nào thì bắt con nấy. Nên bà con nào thì đó mình lụng mình tích tiền á thì mình bắt con 4 tháng. Đó 4 tháng là mấy ngày. Đây tướng tá cấp mình chừng móng là mặt mày nè. Đó con này thì em quan sát thì xây lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn cô chú chị, xây lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn ha. Đây chừng móng tướng tá rúng nè. Đó vú nè, vú thì bốn vú. Đó con này thì nguyên một màu đỏ mặt luôn cô chú chị. Đó còn con lớn nè, con lớn thì cũng chừng móng nè. Đó con này thì chữa 6 tháng là mấy ngày cô chú chị. Đó 6 tháng là mấy ngày ha. Con này thì em quan sát thì cũng xe lưng xe mặt kim chỉnh luôn, cũng liền một màu luôn. Đó chân trước nè, đây chân sau nè. Đó rúng nè. Đó vú thì cũng bốn vú luôn. Đó vú thì cũng bốn vú luôn. Hai con này tự chữa không à. Đó một con giá 18 triệu, một con giá 23 triệu thì bà con mình đứng con nào thì bắt con đó ha. Còn bà con mình đứng thì mua hết một cặp luôn cũng được. Thì giá này là bên em bao ship không cô chú chị. Thì cái con mà chữa 4 tháng là mấy ngày, con này chiều cao là 1m3 tới 1m32 bò. Đó chiều cao phía sau khu là 1m3 tới 1m32 bò. Còn cái con lớn thì chiều cao tới 1m37 tới 1m39 bò cô chú chị. Đó nó chiều cao tới 1m37 tới 1m39 bò. Đó tướng tá cấp mình. Đó nói chung thì cái con mà chữa 6 tháng này, đó này nó phè bò cô chú chị. Đó này nó phè bò ha. Còn cái con kia thì nó chung thì mới có 4 tháng nè, cũng chưa có phè không được. Đó phải lụng 6 tháng tới lên 6 tháng 7 tháng nè nó mới phè bò ra cô chú chị. Đó nhưng mà nói chung thì dòng cái bò gu mà nhé nhé đó, hoặc bò tơ mà chưa chữa đó. Đó thì nói chung thì nó không phải như những con bò kem, nó như bò bê được. Đó nói chừng nào nó ôm chữa nó mới phè bò ra cô chú chị, nó ôm chữa nó mới lớn nó mới phè bò ra ha. Đó nhưng con đó chữa này 7 tháng mấy á, bây giờ 6 tháng nào là mấy ngày đó, này nó phè bò hết hàng không. Đó còn cái con tơ này mà nó thêm chỉ ít tháng nữa mới phè ra cô chú chị. Đó nó ôm chữa nó mới bóng mảy nó mới mập nó phè bò ra ha, tướng tá cấp mình. Đó còn con này, đây, con này cái lớn còn, con tơ này lớn còn cô chú chị, chiều cao đường nó tư bò đó. Tướng tá cấp mình nè. Đó thì bà con mình đang nhìn xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó màu giá cả hợp lệ thì mua. Đó còn nào giá cả không hợp lệ thì bà con mình đợi kia kiếm con khác ha. Đó nói chung là hiện tại lúc này kiếm này. Đó, hai con bò gu tơ chữa thì đó, cũng hiếm lắm cô chú chị. Đó, nói chung thì dưới Ba Tri giờ cũng hiếm lắm, đó, có miền tên đầu thì nó có ha. Đó còn dưới đây thì nói chung thì dùng bò lai đồ nó nhiều. Đó thì bà con nào ưng hai con tơ chữa này cứ liên hệ số điện thoại để tuần hình. Đó còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kênh Săn Nuôi Bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò dấu béo bò sinh sản vào 2 giờ có ưng thì điện cho em ha. Đó một con giá là 18 triệu, một con giá là 23 triệu. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp tơ chữa này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.